đứng ra đây, anh đứng ra đây làm việc với tôi. Anh không phải đi đâu cả, tôi dừng xe anh ở vị trí này, tôi làm việc với anh. Ok, ok anh, dừng xe đâu làm việc đấy anh ạ. Vâng. Đấy, tôi đang làm việc với anh ở đây đấy. Vâng, vâng. Đang dừng xe đâu thì mình làm việc ở đấy anh ạ. Tự nhiên rồi, vâng. Đang làm việc với anh. Vâng. Còn anh, tôi nói là anh không xuất trình giấy tờ, tôi sẽ lập biên bản niêm phong phương tiện, kéo xe về. Thế thôi. Giấy tờ thì tôi lúc nào tôi đầy đủ. Đó, anh phải xuất trình. Đấy. Tôi nói rồi là tôi kiểm tra chứ tôi không xem. Giấy tờ thì tôi là chủ phương tiện thì lúc nào tôi cả. Anh ơi, anh trông cảm nó hơi nắng. Nó hơi nắng anh ạ. Anh đứng ở đây. Đấy, được. Tôi dừng xe chỗ này, tôi làm việc với anh ở chỗ này. À, thế à, vâng. Thế anh nắng ơi, nắng tôi không nắng à? Vâng, ok anh đi. Thế tôi đứng ở đây đến bao giờ anh xong rồi thôi. Vâng, vâng. Đấy, đồng chí cán bộ này, không cho xem chuyên đề kế hoạch và tài liệu mật này. Nhất trí. Đấy, không cho xem chuyên đề kế hoạch mà lúc nào cũng yêu cầu người dân. Không cho xem chuyên đề kế hoạch ở đấy. Tổ công tác thì không phải là đấy. Không cho ở cơ quan không. Mà phải nói rõ là ở tổ công tác đang làm việc ngoài đường. Nhá, phải nói rõ như thế. À, thế à. Nhá, ở ngoài đường này chúng tôi không cho xem. Anh muốn xem anh về trụ sở, cơ quan. Đấy. Đấy, nói rõ nó phải như thế, nói lên nó phải chuẩn. Người dân yêu cầu xem trực tiếp tại vị trí dừng xe, bây giờ cán bộ là không cung cấp được cho xem chuyên đề kế hoạch. Đấy, bảo vệ trụ sở. Đúng rồi, đấy, phải nói thế là đúng đấy. Vâng. Anh em có anh em là Bắc Giang không nhỉ? Anh em gần Bắc Giang hỗ trợ nhau cái nhỉ? Đấy, cán bộ gọi hết tới đây. Ngô Văn Quang 186 ra 48. Đúng rồi. Đây, tôi làm việc với anh. Đây, làm việc. Chúng tôi đứng nắng được, anh sao đứng nắng được? Tôi làm việc với anh ở đây, cứ đúng chỗ này tôi làm. Đây, đứng lên là đầu xe là anh này. Đây, anh đứng đầu xe có camera đầu xe đây quay đàng hoàng anh. Đấy, dừng xe đâu, phương tiện đâu làm ở đấy mà. Vâng. Từ đầu ở chỗ này luôn. Dừng xe ở đâu làm việc ở đấy. Đúng quan điểm luôn. Còn nó cần với ai chúng tôi này là được làm đây rồi, chúng tôi làm sao thì được ngại gì đâu. Bây giờ làm việc đi phải hết. Hiệp Hòa có anh em nào không nhỉ? Ra hỗ trợ anh cái. Đó, bảo lỗi quá tốc độ. Cứ gọi ra đây, có ai anh em cứ gọi ra đây. Thầy ơi, Bắc Giang thầy ơi. Lỗi quá tốc độ này. Không cho xem chuyên đề kế hoạch này. Không cho kiểm tra chỉ người bắn. Ở xưa rồi em ạ. Giấy tờ thì là cán bộ bảo là về trụ sở. Trụ sở, xếp vào trên này và trụ sở bây giờ đón tiếp anh. Anh em nào gần chỗ Hiệp Hòa Bắc Giang hỗ trợ cái nhỉ? Đấy, anh em phòng đang kiểm tra đấy. Đây là km bao nhiêu anh nhỉ? Km 83 cộng 300 quốc lộ 37. Km 83 gần công ty may Hà Phong rồi nhá. Đây cho dễ cán bộ chỉ vị trí chuẩn luôn đấy. Cán bộ công ty bay Hà Phong này. Bảo lỗi tốc độ. Mang súng về nhưng lại giấy bắn chỉ bắn lại không có. Mang mua cái thẻ ra. Đấy anh ơi, tôi chưa hỏi anh em thoải mái. Đi đâu? Vào qua thiện đi xong thì gọi khẩu ra. Bây giờ gọi khẩu ra. Nói giải thích cho mày là giúp anh ăn tiền cẩu anh được chịu nhá. Thì cứ vào lập biên bản đi. Đấy, đi rồi. Rút giấy tờ ra thì khẩu xe có... Khẩu giấy tờ đầy đủ nhưng tôi đang... Giấy tờ đầy đủ nhưng... được xem chuyên đề kế hoạch các anh dừng xe phương tiện và tôi báo lỗi bản tốc độ. Báo lỗi tốc độ bây giờ các anh không cho xe tôi xem đấy. Chuyên đề không cho xem một cái gì cả. Anh đang sử dụng cộng đồng mạng đây, anh hỏi đi, hỏi thoải mái, vấn đề gì đâu. Anh em có cấm đâu, đấy anh hỏi cộng đồng mạng luôn. Đấy xem cộng đồng mạng trả lời anh thế nào. Thầy ơi, đang gọi xe cẩu ấy. Đương nhiên bảo là tôi không xuất trình giấy tờ. Đấy.
mà yêu cầu xem chuyên đề kế hoạch thì lại bảo là đến trụ sở xem. Chuẩn mà không đúng ấy. Ok anh, ok anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm vào tòa trước pháp luật. Đấy. Vì là quá trình làm việc với anh bọn tôi đều quay cam hết. Vâng. Đều có cam hết. Đúng rồi, nên là anh mà đưa hình ảnh không chuẩn thì anh được chịu trách nhiệm. Chính xác luôn. Tôi đưa hình ảnh của anh lên mà không đúng với sự thật thì tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi nói thật với anh, tôi trước khi tôi phải thông báo cho anh như này là anh không chứng thực thì người ta là tôi bắt buộc tôi phải gọi cẩu. Bây giờ súng bây giờ người ta bảo súng bây giờ tem kiểm định thì bây giờ là không có giấy tờ gì cả, tôi bỏ tem kiểm định không có gì cả. Bây giờ báo dừng xe báo mỗi lỗi không thì báo mỗi lỗi không làm sao mà nghe được. Tôi nói với đồng chí này, tôi nói đồng chí giấy tờ lúc nào tôi cũng lấy mà đầy đủ. Tôi lúc nào hợp tác tôi với đồng chí. Tôi nói với anh rồi, vâng. Cái việc giấy tờ đầy đủ đấy là việc cá nhân của anh. Vâng. Tôi làm việc với anh, tôi yêu cầu anh xuất trình để tôi kiểm tra. Tôi không xem. Tôi không xem. Quan điểm làm việc của tôi không xem, kể cả anh phát trên mạng luôn. Tôi không xem. Mà tôi yêu cầu anh xuất trình tôi kiểm tra. Thế là em làm việc với anh hay làm việc với ai đấy? Đây tôi vẫn đang làm việc với anh. Vâng, thế ok anh. Được em nhá. Đây tôi trước khi xuất trình nhá, tôi cho đồng chí xem. Đầy đủ giấy tờ. Giám sát lẫn nhau đấy. Ok ok anh. Tôi cũng đang ghi hình anh đang ghi. Ok ok. Nào. Anh xuất trình giấy phép lái xe là một. Nhá. Ok. Đúng anh. Loại giấy tờ liên quan đến người và phương tiện. Đứng đây làm việc luôn. Rồi để tôi để. Đây. Trước cam của anh đi, nhất trí. Ok đây. Anh. Đứng ra đây. Đứng ở vị trí này đây. Dễ làm việc nhất. Thế thôi. Đây là từng loại giấy tờ. Từng loại giấy tờ nhá. Đây là giấy phép đăng ký này. Giấy phép đấy tôi chưa kiểm tra cái đấy, tôi phải kiểm tra lần lượt. Giấy phép lái xe okay, là một. Ok anh. Mà tôi nói luôn tôi kiểm tra chứ tôi không xem đâu. Mà tôi phải cầm tôi kiểm tra. À thế à, đây này. Đúng rồi. Nào, tôi yêu cầu anh xuất trình cho tôi kiểm tra. Một. Đấy nhá, tôi đang cầm của anh một cái giấy phép lái xe. Từ từ nhá. Một giấy phép lái xe nhá. Xe mang tên Lê Mạnh Yên. Rồi ok anh. Sinh ngày mùng 5 tháng 9 1982. Vâng ok. Số giấy phép lái xe là NO 990086. Vâng. 99. Vâng ok anh. 2019. Vâng, vâng. Có giá trị đến ngày 6/4/1933. Vâng, vâng. Hạng B2, một loại. Rồi ok anh. Nhá. Đăng ký xe là 2. Rồi ok. À, anh xong chưa? Anh kiểm tra chưa? Đủ tôi xong đang chưa? Kiểm tra. Vâng, anh kiểm tra xong rồi, đủ đầy đủ thông tin rồi. Tôi đang kiểm tra. Đi rồi. Đấy. Kiểm tra. Đấy đầy đủ thông tin rồi thì anh trả lại anh cái gì tôi sẽ trả lại anh. Đầy đủ thì anh phải đưa gửi lại tôi chứ. Đầy đủ 4 loại đâu. Phải đầy đủ 4 loại đã. Anh có cái đăng ký xe lấy anh để đâu đấy? Đây. Tôi đàng hoàng, tôi sẽ giao đầy đủ. Rồi. Thiếu đó tôi chưa kiểm tra cái này, tôi kiểm tra đăng ký trước. Đăng ký xe à? Rồi. Đây đâu gửi đồng chí nhá, đăng ký xe nhá. Đấy, tôi đang cầm, tôi đang làm việc với anh. Ok, mà. Ok. Rồi, tôi đang cầm của anh một cái đăng ký xe biển số 29H237.18. Nó có giá trị đến ngày 28 tháng 5 2039. Vâng. Rồi, okay. Số 293-24521. Rồi, hai okay. Loại giấy tờ. Vâng. Giấy tờ thứ ba là giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Mời anh. Rồi, ok anh. Quay thoải mái bắt đang làm việc. À không. Vâng. Ok anh. Tôi đang cầm anh của anh. Anh em mình vẫn là tự tôn pháp luật, làm việc là nó phải chuẩn okay. Chỉnh. Việc tiếp anh bảo tôi. Vâng. Anh em mình tiếp tục đi. Rồi, tiếp vâng. Tục. Nha, tôi đang cầm của anh cái giấy tờ thứ ba vâng. Là giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Nha, là cái giấy này. Ok anh. Nha, có hiệu lực đến ngày 13/12/2023. Vâng. Số 593-8384. Rồi. Ba loại giấy tờ. Giấy tờ thứ tư là giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Nào mời anh xuất trình. Vâng vâng. Đấy em quay đi, quay đi. Bảo anh em ghi lại cho anh cái bài này nhá. Rồi ok, tiếp tục. Rồi ok, anh em làm việc tiếp. Làm anh Nguyễn Mạnh. Làm việc okay. Tiếp được rồi gì? Vâng. Tôi anh vừa xuất trình cho tôi loại giấy tờ thứ tư. Vâng. Là giấy bảo hiểm vâng. Chứng nhận bảo hiểm
giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô là cái này nhá. Số 0017079 chủ xe Lê Mạnh Yên. Rồi. Địa chỉ Đại Đồng. Chữ này nó hơi khó dịch của anh Thị Phương. Thị Phương đúng không? Vâng. Đấy. Biển kiểm soát 29H237.18. Số khung là 024761. Số máy là 655492 và xe ô tô tải nhãn hiệu là Thaco. Rồi, tôi thông báo luôn với anh là cái thời hạn bảo hiểm của anh, tức là anh mua là từ 10 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 2022 và có hiệu lực đến 10 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 2023, tức là tại thời điểm kiểm tra này là cái giá trị của cái bảo hiểm này là không còn nữa. Hôm nay là ngày 27 tháng 7, nếu anh còn cái nào mới hơn cái này anh xuất trình ra, còn cái này đối với cơ quan chức năng là không còn giá trị hiệu lực nữa, tôi gửi lại anh luôn nhá. Rồi, cảm ơn anh. Còn cái mới anh có thể xuất trình ra. Rồi. Tôi sẽ cho cái mới của anh đến xuất trình ra tại thời điểm này. Vâng, anh đợi em đi nhá. Anh xuất trình ra luôn đi. Anh hôm nay là lỗi gì anh? Anh bảo lỗi tốc độ em ạ. Anh cứ ấy thôi, xuất trình giấy tờ. Đấy, anh đây đây đang xuất trình giấy tờ xem đây, đầy đủ rồi. Anh xem chuyên đề kế hoạch của anh ấy chưa? Đấy. Chưa, anh không cho xem chuyên đề kế hoạch. Không cho xem thì anh chỉ cần lưu video. Anh có, anh ghi đầy đủ hết rồi. Ông Dương là cháu chốt đây chắc à? Mẹ bảo lỗi tốc độ 62 thôi, ông vứt đây cho cháu. Xong rồi, để làm anh em hỗ trợ. Thôi cứ để cho. Không được kiểm chứng, mình không được xuất trình thì chạy họ thích cấu xe đâu được. Mình đã làm chạy bên sai với chị. Bố em là người điều khiển ấy, mấy em mà nói thế thì anh cầu thế rồi. Không. Anh em làm việc rất là tôn trọng pháp luật. Tôi rất hiểu về vấn đề đấy. Ok. Được chưa? Được rồi, ok. Tiếp được chưa? Tiếp lại anh em làm việc. Anh có bảo hiểm không? Bảo hiểm của tôi tại thời điểm này là anh chỉ xuất trình được một cái đấy thôi đúng không? Tôi gửi lại anh rồi đúng không? Rồi, đúng rồi. Bây giờ tôi gửi lại anh cái giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Rồi, ok anh. Của anh. Gửi anh. Rồi, tôi đang cầm của anh một cái sông thuyền thủy chung một mẹ đỏ. Không đúng làm rồi, việc là đúng đầy đủ. Đây, anh xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Em làm việc đây nên mời anh ngồi đây. Vâng, ok anh. Vâng, đây rồi. Vâng. Lanh quanh để nhốt giản khổ thôi. Không, em nói nhốt hay không, em làm việc vẫn phải tuân thủ pháp luật. Anh à? Thì bọn em là thực sự ra. Tôi cho anh xem nhé. Nhìn nè, tắt máy đi. Nghe ngồi tôi. Không, em anh em mình cứ vẫn làm việc bình thường, không có gì về gì anh ạ. Nhìn để biết nhé. Con này. Còn xe thực sự ra xe tôi tham gia giao thông tốc độ như nào, có cam hành trình anh em tôi cũng sẽ... Đây con đâu tớ? Anh ngồi bên này cho tôi xem lại cái một cái súng bắn cái. Không, cái đấy tôi cho anh xem rồi, đầy đủ hết rồi. Cho em xin số điện thoại của anh được không nhỉ? Anh đọc số điện thoại. Anh có số điện thoại anh cung cấp cho đồng chí lập biên bản. Số điện thoại à? Vâng. Cái này là số điện thoại của anh. 0904 0904 rồi. 054 597 các đồng chí làm việc, người dân yêu cầu xem trên đây kế hoạch thì các anh bảo lại niêm yết trụ sở. Đúng rồi, mà anh ở trụ sở có người tiếp đón anh. Giấy tờ của anh em đi làm thì anh yên này.